Vâng, xin chào quý chú anh chị đến với kênh Chợ Nhật Bản nhớ đăng ký kênh nên lên clip số 63 về đồ nghề ha. Thì để chốt hàng anh chị mình cứ điện thoại trực tiếp vào số điện thoại trên tiêu đề khi bên em vừa lên clip, hoặc ngày hôm sau để anh chị mình nhắn tin vào số điện thoại trên tiêu đề giùm em. Giao hàng thì bên em có hình thức giao hàng chuyển khoản đơn trên 300 sẽ bao ship anh chị, và đơn dưới 300 thì vui lòng chuyển thêm giùm em là 10.000 tiền phí ship và ship code đồng giá là 30.000 một đơn. Thì để theo dõi các clip tiếp theo bên em, anh chị mình vui lòng mình bấm nút like và nút đăng ký kênh nha. Khi bên em lên clip mới sẽ thông báo ngay về điện thoại cho anh chị mình lên xem một cách nhanh chóng nhất. Rồi em đi vào chi tiết clip số 63 anh chị, clip 63. Đầu tiên mã số 1. Mã số 1 là một cây kìm điện của hãng Engineer Nhật Bản. Cây này là hàng mới chưa xài anh chị, hàng mới chưa xài. Vỏ còn liền lạc và lưỡi là zin nguyên anh chị, phần lưỡi cắt là zin nguyên. Do để bãi nên có những cái vết chóc xi, vết ố như thế này ha. Có chỗ này là chóc xi anh chị, vết chóc xi như thế này. Engineer của Nhật ha, Made in Japan. Thì cây kìm này dài tầm khoảng 16 cm, dài tầm khoảng 16 cm. Lưỡi cắt là còn cắt tốt anh chị. Cây này thì phần ngàm còn đẹp ha. Tại vì hàng này là hàng chưa có xài, để bãi thì nó nhăm nhăm, nó ố những cái nốt bên ngoài. Răng cọ là còn đầy đủ, còn liền lạc, còn nguyên. Cái kìm này phần ngàm đó, anh chị mình thấy không? Cái này phần ngàm thì nó có một cái lỗ như thế này. Anh chị mình để mình mở những con ốc nó bị rỉ cái đầu đó. Anh chị mình xài những cây kìm khác không được, cái kìm ngàm bằng không được thì anh chị mình sử dụng những cây kìm này để mình kéo cái đầu đinh bị rỉ ra. Lưỡi cắt ok anh chị, lưỡi cây cắt cái này do là hàng chưa xài nên lưỡi cắt còn zin nguyên ha. Lưỡi cắt còn zin nguyên đó, anh chị mình có thể thấy do nó để bãi nó có những vết ố như thế này thôi. Rồi mã số 1 giá 180. Số 2. Em lên một cây đục bê tông. Cây đục bê tông, cây đục cơ khí, cây này là của Anh nha, cây này là của England nè, anh chị mình có thể thấy. Hàng này hàng cũng chưa có xài. More and Right của England. Đây là phần đầu trên chị, còn đây là phần đầu dưới. Đây phần đầu ha. Đó anh chị mình có thể thấy phần đầu. Cây đục này của Anh. Dài là khoảng 16 cm hơn, khoảng 16.2, và phần đục anh chị mình xài là 7 ly ha. Đây là cái đục 7 ly. Rồi mã số 2 giá 120. Số 3. Em lên một bộ mũi khoan. Bộ này cho anh chị mình sử dụng cho máy khoan nha anh chị, sử dụng cho máy khoan tại cái phần đầu là nó tròn luôn này, cho anh chị mình sử dụng máy khoan. Bộ này là hàng của Nhật, thép gió HSS của Nhật. Chữ này thì hãng gì em không biết ha, có chữ ETD gạch 20 anh chị cũng có thể tìm ra. Và quan trọng là cây này là sản xuất tại Nhật, Made in Japan. Đó. Hàng còn rất là đẹp anh chị. Bộ này gồm có 13 chi tiết ha, 13 chi tiết của hãng Evelu anh chị ha, Evelu, và cây này sản xuất tại Nhật này. Từ 1.5, 22.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5 ha, 4, 8, 5, 5, 5, 6 và 6.5. Thì bộ này sử dụng cho máy khoan nha chị. Bộ này sử dụng cho, lưu ý sử dụng cho máy khoan giùm em. Sử dụng cho máy khoan giùm em. Chị mình thấy không? Tất cả là có hai lớp, 13 chi tiết và một phần đầu này. Hàng mới chưa xài, thép HSS, thép gió của hãng Evelu Nhật Bản nha chị. Thì cây ngắn nhất tầm khoảng là 4 cm, cây dài nhất, cây dài nhất tầm khoảng là 10 cm nha chị, khoảng 10 cm, gồm 13 chi tiết. Mã số 3 giá là 280. Số 4. Em lên một cây cho anh chị mình mở phe trong ha. Cây này mở phe trong. CH10 của hãng Super, số 4 208. Hình thức cây này còn đẹp, xi mạ còn láng chị. Cây này xi mạ còn láng, có lò xo trợ lực. Cây này của hãng Super ha, dòng sản phẩm là CH10, hãng Super của Nhật Bản. Và phần đầu chỗ này có chữ 5C anh chị ha. Đây là phần đầu tầm khoảng là, đầu này tầm khoảng là 1 ly ha anh chị, khoảng hơn 1 ly, hơn 1 ly. Thì bên ngoài nó có những cái răng như thế này ha anh chị. Đây là răng zin của hãng ha. Đó, cây này còn rất là mới. Xi mạ còn láng. Chiều dài là tầm khoảng là 27 cm. Mã số 4 giá là 280. Số 5. Em lên một cây thước luôn. Số 5 là một cây thước dài 30 cm, Made in Japan, có logo Sojic nội địa Nhật, theo tiêu chuẩn của Nhật nha chị, theo tiêu chuẩn nội địa Nhật. Cây thước này sau thì có bạn chuyển đổi. Và cây này dài là 30 cm nha chị, 30 cm chị mình thấy nè. Hàng còn mới chưa xài. Đó, hàng còn mới đẹp, nguyên chưa xài nha chị. Rồi. Dài 30, mã số 5 giá là 70.000.
Số 5 70 ngàn đấy chị, một cây thước của Nhật, số 5 70. Số 6. Em lên một cây mỏ lết, cây này là size 250 nha. 250 là size cũng thuộc dạng chung rồi, là cũng tầm tầm vừa tầm cho chị mình thông dụng mình xài. Cây này là của hãng Super Nhật ha, Super thép chrome vanadium của Nhật. Cây này xi mạ còn lá chị, cây này còn đẹp còn lá. Có logo Zozic và có chữ Japan ha. Size này là 250. Cây này là nhàm chưa xài đâu chị, do để bãi thì nó hơi chóc xi cái phần mỏ thôi. Chứ còn nhàm miệng của nó là chưa có xài nên chị mình thấy nhàm kẹp di nguyên này. Size 250 ha. Anh chị nào mà mình cần xài 250 thì anh chị mình mua cây này. Nhàm mở tối đa khoảng 3 xăng, xi mạ còn rất là láng. Đó, xi mạ còn mới nguyên nè. Mã số 6 giá 108. Cây này size 250, 25 cm. Số 6 108. Số 7. Một cây kéo cắt tôn của Mỹ hãng Wit, cây này anh chị mình cắt giấy được. Chiều dài là 18 xăng. Hình thức bên ngoài đây nha anh chị. Đây là hãng Wit của Mỹ ha, Wit của Mỹ USA. Lưỡi là anh chị cắt giấy ha, cắt giấy ok. Đó, cắt giấy rất là ngọt ha. Rồi. Mã số 7 giá 108. Số 8. Em lên một cây mỏ lết lùn. Cây này thích hợp cho anh chị mình làm điện lạnh, anh chị mình vô trong những cái ốc kẹp mà anh chị mình mở ốc lớn á thì anh chị mình sử dụng cây này tại vì nó ngắn ha, cái dòng này là dòng short, là dòng ngắn. Của hãng Lobster ha, của hãng Lobster có logo hiệu con tôm nè. Đó, logo hiệu con tôm nha anh chị. Chiều dài cái này là tầm khoảng 18.5 xăng và anh chị mình có thể mở ốc lên tới 4 xăng ha. Anh chị mình mở ốc lên tới 4 xăng. Đó. Cái này hình tình trạng còn đẹp nha chị, nhà miệng cũng còn đẹp nha. Nhà miệng còn đẹp nè. Ốc gì là hoạt động ok hết. Nhà mở tối đa là 4 xăng. Đo ra tầm khoảng là 4.7-4.8 xăng luôn nha anh chị, 4.8 xăng. Đó, răng bên trong ha, nó hơi chóc xi chút xíu thôi. Còn xài tốt ha, nhàm tại vì cái phần nhàm nó bằng nó chưa bị tòe gì hết. Mã số 8 giá 550. Số 9. Số 9 em lên một bộ đầu vít ha. Những cái đầu vít này là dòng sản phẩm của Anet nha anh chị. Anet và dòng là dòng thép cứng ha. Còn dòng thép rất là cứng. Thì em lên nguyên combo như vậy ha. Anh chị nào mình xài nhiều thì anh chị mình có thể mua, hoặc anh chị mình xài ít thì mình cũng mua, mình để dành mình xài cũng được. Tại vì dòng này một vị như thế này tầm tầm, nếu mà bán bên kia bên Nhật thì đã cũng tầm khoảng là hơn 200 rồi, khoảng 200 mấy ha. Và những cái cây này anh chị mình thấy sản xuất tại Nhật luôn, nên là mình cứ mua để dành xài cũng được, hoặc xài nhiều xưởng hay là sửa xe gara gì đó anh chị mình mua. Hàng đều sản xuất tại Nhật hết, của hãng Anet anh chị. Và dòng này là dòng thép cứng. Chỗ này là 6.35 ly ha, này cũng 6.35 ly. Những đầu này rất là thông dụng PS2 hoặc là những đầu đầu trừ. Đây combo như thế này nha chị em. Đầu tiên là hai cây như thế này. PS2 nhân 110 sử dụng cho máy bán vít ha. Đầu còn bên này là PS2, đầu hai đầu là đầu PS2 và nhân cho 65 là chiều dài phần này là thân là 6.5 xăng. Rồi. Thì nguyên một combo em bán như thế này là một bó như thế này là 500 nha chị ha, 500. Hàng mới chưa xài nhưng mà do để bãi ấy, nên là nó có những cái vết mà ố ố thì anh chị về anh chị mình đánh đi. Thép này là thép gọi là thép rất là cứng, siêu cứng đó. Anh chị mình tìm Anet ARTM-2085 nữa sẽ ra thông tin ha. Đầu là đầu PS2, rồi ba gói ha. Còn đầu là đầu lục giác nha anh chị. Đầu là đầu giống như đầu 1/4 ha. Để anh xem ạ. Đây đầu số 3 nhân cho 6.5. Đầu lục giác số 3. Bên này là cũng 2 x 65 ha. Lục PS2 x 65 2 cây. Đó, bên này là đầu 2 x 85 ha. Đầu PS2 nha anh chị ha. Đó, những cái vết ố như thế này về anh chị mình đánh đi giùm em cũng chưa có mở ra xem đâu. Đó. Thì tất cả là như thế này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ha. Cái này bán lẻ ra thì giá nó cao hơn, cái này bán đô combo vị như vậy 9 nha. Vị như này rất là rẻ rồi. Rồi, mã số 9 giá là 500. Số 10 cũng y chang nha anh chị ha, số 9 500. Số 10 cũng y chang, em được hai combo ha.
số 10. Số 10 cũng y chang. Số 10 500. Cũng là của hãng Anet hết nha anh chị. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cây ha. Có những cái size dài ngắn 65, 75, 85 vậy đó. Anh chị mình lấy cây dài, size cây dài thì gắn cây dài vô. Đầu là đầu BS2. Thường thường đầu BS2 hai đầu và một đầu có một cây cho anh chị mình gắn là đầu lục giác số 3 ha. Đầu tam giác số 3. Giống đầu 1/4 anh chị. Rồi, mã số 10, giá là 500. Gồm có 9 bó. 11. Em lên một cây mỏ led, cây này là dáng là mỏ led càm cong thì thường thường phần này là 5 ly cho anh chị mình có vặn những con ốc mà trong cái góc ha. Nó hơi nghiêng một chút để anh chị mình thao tác mình vặn được cái tay. Chiều dài cây này là 200, tương đương với khoảng là 20 cm. À, ngàm là ngàm mỏng cho anh chị mình vô những góc kẹt của hãng tốt Nhật Bản. Dòng là dòng thép đen chrome vanadium. Đó. Cây này ngàm cũng còn khá anh chị, ngàm tình trạng ngàm cũng còn đẹp, cũng không đến nỗi tệ lắm. Đó, có xài thì nó hơi cấn xòe một chút phần đầu ở trên thôi, một chút phần này thôi còn đẹp. Anh chị nào mà mình hay sử dụng trong góc kẹt thì anh chị mình mua cây này 2.5 xăng nhạ, ngàm mở tối đa. Mã số 11 giá 320 ha, 11 320. Những cái vết này vết ố nha anh chị. Đó, thì nó cũng hơi nhăm nhăm một tí phần này thôi. Em view hàng hóa thì em view rất là kỹ và kích thước rồi. Anh chị mình án chừng rồi mình mua ha. Thì những cái phần bánh răng là hai phần thép nối vào nhau nha anh chị, không phải nó bị gãy bị bể đâu ha. Thiết kế này là hai cái phần thép ghép lại với nhau thành cái bánh răng nó chạy thôi. Mã số 11 320. 12. 208. Em lên một cây mỏ led ba cô size 80. Cây này size 80 tương đương với tầm khoảng là 20 xăng. Make in Sweden của Thụy Điển. Ngàm cây này cũng còn khá để anh chị mình xài ha, rất là đẹp. Hoặc là mình sưu tầm cũng được. Da dẻ cũng láng không có nổi ha anh chị. Cái da dẻ này còn đẹp. Những cây ba cô này thì đời rất là cũ, đời rất là cổ rồi. Mua về mình sưu tầm cũng được, xài cũng được. Rồi, anh chị mình thấy giùm em ha, cái ngàm còn đẹp. Đó. Những cây cũ này thì dĩ nhiên là cũng có qua xài rồi nha anh chị. Mà tình trạng nó còn đẹp ha. Ngàm bên trong đây, những cây này anh chị mình xài cũng được ha, sưu tầm cũng được. Rồi mã số 12 giá 280. 13. 13 là em lên một cây cho anh chị mình xếp ốc ha. 13 cây này là đầu 1/2 300. Cây này là của hãng SCM Nhật Bản ha, của hãng Koto Nhật Bản nè. Koto Nhật Bản nha anh chị. Cái này anh chị mình xếp đầu, có hai phần đầu cho anh chị mình xếp ốc nè. Những cái xếp ốc ha. Bên này là anh chị mình gắn một cái đầu khẩu 1/4 vào, 1/2 vào. Đó, cái phần này anh chị mình gắn mình mở ra được ha. Mở ra được. Để anh chị mình xếp hai cái phần ốc hai bên. Xếp size nào thì anh chị mình gắn cái cây vô cái phần đó. Cái cục này là cục rời anh chị ha, mình gỡ ra được. Để anh chị mình vặn những con ốc. Đó. Đây ha, cái này là cái đầu nối 1/2 ra 1/2 của hãng Koto Nhật Bản này, SCM. Nguyên cái cục này. Thiết kế này là khi anh chị mình xài, anh chị mình vặn con ốc thì nó sẽ vô. Mình để mình vặn những con ốc mà nó không có cái đầu thì anh chị mình sử dụng để mình vặn. Mình vặn cho nó khít lại với nhau. Ví dụ như cái size này đây, thì khi anh chị mình vặn thì nó sẽ siết chặt vô ha. Đó. Rồi. Thì bên cái đầu nhỏ, cái đầu đường kính nhỏ là tầm khoảng, đường kính nhỏ tầm khoảng là 17 nha chị ăn. Đường kính nhỏ là lòng, trong lòng là tầm khoảng 17 ha. Em đo lọt lòng thôi. Bên cái phần răng to, lỗ to hơn là tầm khoảng 1.9 nha chị ăn, khoảng là 1.9 xăng. Thường bên này là ốc 17, bên này ốc 19 ha. Em đo lại đi. Nhìn nó to hơn nhiều. À, bên này là ốc 10, 13 nha chị ha. 1, 2, tầm khoảng một bên là 10,
13 một bên 19 ha, một bên 13 19 mã 13, giá là 300. Chiều cao cây này tầm khoảng là 6.5 xăng và phần cái trụ ở giữa này là tầm khoảng là 3.7 3.6 xăng anh chị, 3.6 3.7 xăng. Mã số 13 300. 14. Em lên một mũi khoan tháp ha, mũi khoan tháp 150. Mũi này là của Mỹ. 14 150 cái này của Mỹ anh chị. Đó. 64 đến 191 ha. Em từ 6.4 ly. À anh chị mình xem kỹ giùm em ha. 6 trên này chữ là 6.4 đến 19.1 mm. Thép HSS, thép gió của USA của Mỹ ha. Thì phần đầu như thế này nha anh chị. Phần đầu như thế này xem kỹ giùm em. Đó, như thế này ha. Rồi. Chiều dài cái này tầm khoảng là 7.5 xăng. Mã số 14 giá 150. 15. Em lên một cây kìm bấm. Cây này thích hợp cho anh chị mình sử dụng, mình khóa ga ống đồng, khóa ga máy lạnh. À, ống đồng trong máy lạnh hoặc là trong bếp ga, trong trong tủ lạnh nha anh chị. Cho anh chị làm điện lạnh mình xài. Chiều dài cây này tầm khoảng 18.5 xăng. Cây này là vai rip của Mỹ ha, vai rip của Mỹ. Anh chị mình có thể thấy vai rip của Mỹ, tình trạng cũng còn đẹp anh chị, tình trạng cũng còn đẹp, có những cái nốt chóc xi nhẹ bên này thôi, còn răng ngàm còn đẹp ha, răng ngàm còn bằng phẳng. Cái này là kìm kẹp ống đồng trong khóa ga ha, kìm kẹp ống đồng khóa ga của Mỹ ha. Mã số 15 308, dài 16 308. Cái này là cây kìm bấm chết vai rip của Mỹ ha, cây này bấm chết vai rip của Mỹ và cây này là dòng 7CR, tương đương với là 18 xăng. Thì hình thức bên ngoài nó có những nốt chóc xi, chóc xi ha, chóc xi và chày chút xíu phần cấn như thế này. Đó. Nhưng mà anh chị mình xài những cái cây này thì nó rất là chắc. Răng bên trong là cũng có xài rồi nha chị ha, răng bên trong cũng có xài rồi. Đó, nhưng mà kẹp thì chắc chắn. Cái này không có rơi gì nhiều. Còn sử dụng tốt nha chị. Mã số 16 ha, 16 308, một cái kìm bấm chết 18 cm vai rip của Mỹ. Mã số 16 308. 17. 17 là một cây kìm vai rip của Mỹ. Cây này dòng là 10R, cái ngàm của nó sẽ cong hơn anh chị ha, cái ngàm của nó cong hơn. Vai rip của Mỹ. Thì hình thức bên ngoài anh chị, hình thức bên ngoài nó cũng có những cái nốt chóc xi như thế này ha. Đó, hàng cũng có xà lướt rồi. Rồi bên trong anh chị, đây là phần răng bên trong, răng bằng. Đó. Bên ngoài cây này thì có dính ít sị hàn nên chị mình để vậy xài cũng được, không ảnh hưởng gì nhiều. Kẹp chắc chắn, kẹp chắc chắn ha. Dài là 22 xăng, mã số 17, giá là 650. 18. Em lên một cây mỏ led Roto của Mỹ. Cây này là size 10 inch. Size 10 inch tương đương với tầm khoảng 25 xăng. Khoảng 25 xăng nha anh chị. Cây này là cây 10 inch của Mỹ, của hãng Roto Mỹ ha. Và anh chị mình thấy cây này là dòng sản phẩm 710SL Roto ha, Roto của Mỹ. Da dẻ phần thân cũng còn láng mịn. Nên anh chị mình thấy ha, lick top USA 10 inch. Rồi ngàm những cái phần anh chị mình thấy ha, nước da thì cũng còn láng, có lăm tăm một tí thôi nhưng mà không có nhiều. Hàm thì cũng có xà lướt rồi nha chị, hàm cũng có xà lướt rồi. Rồi mã số 18 giá là 450. Đây, ngàm bên trong ha. 18 450. 19. Em lên một cây cần vặn tự động. Cây này là của hãng KTC của Nhật, cây này nước xi mạ láng, đầu là đầu 1/2. Kyoto Tool có logo Zozic nội địa Nhật, xi mạ cái này còn rất là đẹp anh chị. Thép là alloy steel. Đây. Đầu 1/2 còn rất là đẹp, đầu 1/2 còn rất là đẹp luôn. Mã số 19 giá 250. 19 250 một cây cần vặn đầu 1/2 của hãng KTC Nhật Bản, 19 250. 20. Em lên một cây cần vặn KTC của Nhật.
À em lên 20 là một cây cần vặn đầu 1/2, cây này của Mỹ anh chị, cây này là của hãng Qua Đàn Năng. Qua Đàn được cây này thì cây này cái năm ra đời nữa là nó trước cả Snap-on của Mỹ ha, và chung với hãng Snap-on của Mỹ và hãng một hãng nữa là ba hãng lâu đời của Mỹ anh chị, từ năm khoảng năm 1920 thì cây này nó sản xuất từ năm khoảng 1940 đó. Chỗ này là đúc nguyên khối anh chị, đúc nguyên khối trên chỗ này đó, đúc nguyên khối phần này luôn, còn phần này anh chị mình có thể mở cái phần ba con ốc này. Những cây này thì anh chị mình sưu tầm ha, hoặc là mình xài cũng được, tại vì cái độ xài nó còn tốt. Rồi, mã số 20 nha anh chị ha. Một cây cần vặn đầu 1/2 của Mỹ, Qua Đàn 1150. Cây này anh chị mình sưu tầm ha, có giá trị sưu tầm là anh chị mình xài cũng được. Đời rất là cổ nhưng mà anh chị mình thấy cái nước da nó còn đẹp, còn rất là đẹp ha. Đó. Trên eBay thì hình thức những cây này nó cũng không có được đẹp như cây này đâu. Hoạt động đảo chiều ok. Tạc ha. Rồi. Chiều dài cái này tầm khoảng là 25 cm và nặng 550 g, mã số 20. 20 giá là 550 anh chị. Cái này em ưu tiên chuyển khoản bao ship ha. 550 g, mã số 520, 550. 21. Em lên một cây búa. Cái này là búa cao su, một đầu cao su và một đầu nhựa của hãng Vauhen của Mỹ anh chị. Vauhen là của Mỹ. Tình trạng ha, đây phần cán còn liền lạc, tình trạng cây này cũng còn đẹp. Nước sơn đen ở trên phần đầu búa vẫn còn nè, chốt nêm. Bên này là phần đầu cao su. Thì những cây búa cao su như thế này cho anh chị mình có lát gạch bông nền nhà đó, thì mình sử dụng búa cao su để mình đập cái, mình gõ cái nền cho nó lún xuống ha, nó vô chắc. Không có bị... cái lực của nó không có góc cạnh quá mà làm bể gạch. Hoặc là anh chị mình có gõ tuyết ở trong tủ lạnh á, sửa chữa tủ lạnh này kia, mình có gõ tuyết hoặc là thiết bị điện gì đó thì anh chị mình sửa chữa thì sử dụng những đầu cao su như thế này để mình đóng. Bên này là đầu nhựa ha, bên này đầu nhựa màu vàng đó. Một đầu cao su và một đầu nhựa. Phần cán dài tầm khoảng là 31 cm và đường kính đầu đóng tầm khoảng là 3.5 cm anh chị. Cái búa cao su này nặng là 540 g, 540 g ăn. Mã số 21, 350. 22. 22 em lên một cây cờ lê lực. Cái này tình trạng cũng còn đẹp. Cờ lê lực số 17, nhân lực là 18 Newton của hãng Hoyan Nhật. Phần cán còn liền lạc anh chị, phần cán màu xanh còn liền lạc, xi mạ cũng còn ăn, xi mạ cũng còn. Hoyan anh chị mình có thể tìm Hosan HA713B đó. 17 nhân lực là 18, khóa số 17 nhân lực là 18 Newton. Hình thức là cũng có xà lướt nhưng mà anh chị mình thấy xi mạ nó cũng còn nguyên, không có chóc gì hết ha. Xà lướt thôi vẫn còn đẹp. Thì những cây này em bao test anh chị ha, bao test lực nhảy khi anh chị mình vặn tới lực 18 Newton nó sẽ nhảy. Chiều dài cây này tầm khoảng là 19 cm hơn, mã số 22, 650, còn đẹp anh chị. 22, 650. 23. 23 em lên một cặp đục gỗ ha. 23 một cặp đục gỗ. Cây này là hàng xịn cho anh chị mình sưu tầm trong bộ sưu tầm, ví dụ như chị mình có sưu tầm bộ đục 12 con giáp á thì anh em chị mình thấy cái này có thìn tị ha, rồng và rắn. Cây này là cây đục rãnh đục hệ nha anh chị, đục xịn ha. Đó. Rồng và rắn ken, hai cây này anh chị mình thấy những cái chi tiết thì còn rất là đẹp ha. Chi tiết con rắn, con tị rất là đẹp này. Còn bên đây là con thìn. Đây, rồng ha. Anh chị mình có sưu tầm bộ đục gỗ 12 con giáp thì anh chị mình cũng thể mua mình bổ sung vô, đều hai lớp thép hết. Da dẻ những cây này cũng còn khá, không cũng còn khá anh chị.
khâu đồ đẹp ha. Đó, chị mình có thể đánh bóng thêm giùm em. Rồi, chiều dài chiều tầm khoảng là 20 cm. Cây đục con rắn ha, cây đục con rắn thì tị là tầm khoảng là 1/4 nha chị ha. Còn cây đục con rồng ha, chỗ này là có hai mắt bằng đồng luôn, hai mắt bằng đồng. Cái này tầm khoảng là 1/1 nha chị ha, khoảng 1/1. Rồi mã số 23 giá là 750. Cặp này em nhận chuyển khoản bao ship nha anh chị, 23 750. 24. Em lên một chiếc đầu búa rồng cọp. Hàng này của Nhật nha chị, hàng này là hàng của Nhật ha. À, chị mình có thể thấy chữ giùm em. Rồi, phần đầu đóng hai bên nha chị ha, đây là phần đầu đóng hai bên. Cây này thì anh chị về anh chị mình thay cán, còn đây là phần hình rồng có hai mắt bằng đồng ha. Bên này là hình cọp à. Cọp ở trong rừng ha. Cọp ở trong rừng. Đó. Rồi. Thì tổng thể nặng tầm khoảng là 450 g ha anh chị ha. 450 g thì phần này phần đầu búa nặng cái khoảng gần 400 g á. Mã số 24 300. Chiều dài cái này là khoảng là 8.7 cm. Đầu đóng là tầm khoảng là 2.4. Phần chiều dài đầu đóng tầm khoảng 2.7 nha anh chị. Mã số 24 300. 25. Cái đó thì về anh chị mình thay cái cán vô là đẹp rồi. 25 em lên một bộ cặp hai cây rìu. Cây rìu mặt trăng cho anh chị mình sưu tầm ha. 25 cây này là giống nhau hết nha anh chị ha, một cặp luôn. Tại vì nó về chung cặp nên em bán chung cặp cho anh chị về mình spa lại mình xài. Đó, hoặc chị mình lái mình có mua lại mình bán lại cũng được ha. Nguyên bản như thế này em không có dọn gì hết. Mã số 25. Đó, không có chữ giấy xanh nên mua về thì anh chị mình tự dọn nó có nơi coi nó có chất thép có là thép xanh không ha. Những cây đục này, những cây rìu này thì không xanh thì nó cũng rất là xịn luôn. Chữ Nhật đầy đủ ha anh chị mình thấy. Hai cây này là giống nhau hết nha anh chị, hai cây này là giống nhau. Nó đi chung cặp với nhau nha chị, đi chung cặp với nhau nha. Chung cặp với nhau nhưng mà hàng rèn thủ công từng cây nên chị mình thấy cái phần nó cũng không có giống nhau hoàn toàn. Nó không giống nhau hoàn toàn về kích thước này kia. Cái phần về cái phần vát chéo như thế này nó cũng không giống nhau nha chị. Chị mình thấy cũng khác nhau rồi. Nó cũng khác nhau chứ nó cũng không giống nhau. Rồi. Em lên từng cây ha. Hai cây này thì chung hãng hết luôn. Hai cây này của làng nghề Tosa và chung hãng hết luôn nha anh chị. Rìu này là ba lớp thép nha. Rìu này là ba lớp thép hết. Ba lớp thép hết rìu mặt trăng. Thì mỗi cây nặng tầm khoảng 700 g nha chị. Tầm khoảng 700 g, hơn 700 g ha. Nói chung là nó tầm khoảng hơn 700 g. Đầu tiên em lên cây này em đo kích thước ha, cây này. Đó. Hoặc anh chị mình sưu tầm cũng được, những cây này là rất là bén. Và những cây rìu này á, chuyên là cây rìu chuyên chặt nên chị ăn, anh chị mình chặt cây hoặc anh chị mình chặt cành. Những cây này thì thường thường để anh chị mình dắt vô lưng, anh chị mình mang trèo lên cành cây gỗ á, thân cây gỗ để anh chị mình chặt cành, chặt nhánh. Lưỡi cây này tầm khoảng là 13.5 cm. Phần này tầm khoảng là hơn 10 cm anh chị ăn. Cái này tầm khoảng hơn 10 cm và cây này nặng cũng tầm khoảng hơn 700 g. Đây, một cây. Đó, anh chị về mốt lại mình xài. Spa ha, vệ sinh mài lại mình xài. Những cây này rất là bén. Cây thứ hai anh chị cũng của làng nghề Tosa. Đó. Những cây này là rìu chuyên chặt. Đằng sau cũng có chữ. Hai cây này là chung cặp với nhau. Chiều dài cái này tầm khoảng là 13 cm anh chị. Cái này thì nó hơi mất cái mũi một tí. 13 cm. Chiều cao chỗ này là tầm khoảng 10 cm ha, khoảng 10.2 cm. Rồi, cặp này mã số 25 ha. Anh chị nào mua thì inbox cho em, inbox điện thoại hoặc nhắn tin giùm em ha, nhắn tin. Mã số 25 một cặp. 26. Em lên một cặp tô vít cộng trừ ha. Cây này là của Snap-on Mỹ và hàng này là hàng đời mới nên chị mình thấy có chữ USA ở trên đây. USA ha.
đồ này là đồ pH 3, đồ pH 3 tất cả đều cái phần vỏ thì còn chắc chắn anh chị ăn, cái phần vỏ nó còn rất là chắc chắn. Trên này là phần nhựa cứng, ở dưới này là phần cao su, có bọc một lớp cao su cho êm tay, snap on của Mỹ. Đó, nên chị nào mình cần xài đầu PS3 thì anh chị mình mua cái này. Có phần anh chị mình kẹp cộng lực, phần này thì nó hơi cắn vỏ bên ngoài thôi. Anh chị mình thấy rằng cái phần ở trong nó còn phần nhựa cứng nha anh chị, còn phần nhựa cứng màu đỏ rồi mới tới cái lớp cao su bên ngoài màu đen. Có phần anh chị mình kẹp kìm cộng lực và cái này xi mạ dưới còn láng, xi mạ còn rất là láng ha. Anh chị mình có thể thấy giùm em xi mạ còn láng, đầu còn đẹp nguyên này, đầu PH3 nha anh chị. Đầu PH3 cho anh chị mình mở ốc lớn. Rồi. Còn đầu bên này là đầu trừ. Đầu còn rất là đẹp ha. Đầu là đầu trừ 7 nha anh chị ha. Đầu tầm khoảng là trừ 7. Chiều dài tầm khoảng là 27 cm, mã số 26, giá 400 một cặp này anh chị. Của Snap-on của Mỹ, 26 400. 27. 27 em lên một đầu xịt hơi. Đầu này cho anh chị mình cầm tay mình gắn vô dây hơi rồi mình xịt ha. Chỗ này anh chị mình xịt nè. Đó. Xịt bằng cái này. Made in Japan của Nhật. Này anh chị mình treo lên, mình móc lên ha. Có một cái khóa để anh chị mình móc luôn. SK11 anh chị ha, SK11 anh chị mình có thấy hàng còn đẹp còn mới. Đầu xịt hơi ha, đầu xịt hơi. Đầu này thì chắc tầm khoảng đường kính trong lòng tầm khoảng là 2 ly anh chị, 2 ly. Chiều dài cái này tầm khoảng là 9.5 cm, mã số 27, giá là 200. 28. 28 120. Một cây cho anh chị mình mở đá mài. Khi anh chị mình sử dụng máy mài ha, máy mài bằng đá thì anh chị mình gắn vô đây. Gắn vô cái phần cục đá để anh chị mình mở ra hoặc chị mình gắn vô. Có phần là cái chốt ở dưới để anh chị mình xoay mình bóp cứng cái phần hai cái nhánh này lại. Thì chỗ này đường kính phần đầu hai đầu này tầm khoảng là 3 ly anh chị. Anh chị mình cái kích thước được rồi thì anh chị mình khóa lại. Mình của hãng Top, anh chị mình có thể tìm là Top AB1030L Nhật Bản ha, Japan. Chiều dài cái này tầm khoảng 18.5 cm, mã số 28 120. 29. Em lên một cây mỏ led ha, cây này của hãng Rigid của Mỹ. Và cây này đặc biệt một chỗ là khi anh chị mình kẹp ống, anh chị mình kẹp này kia nó không có để lại dấu răng, tại vì cây này là ngàm bằng và phần ngàm còn đẹp ha, phần ngàm còn bằng trang còn đẹp, anh chị mình có thể thấy Rigid của Mỹ. Thiết kế là nó như thế này nha anh chị ha, thiết kế nó ngàm nó xéo xéo như thế này ha anh chị. Đó, ngàm xéo xéo như thế này. Rigid của Mỹ, USA Ohio ha. Chiều dài cây này tầm khoảng 25 cm nha chị. Cây 25 cm và phần cây này thì da dẻ cũng còn mịn chứ không có bị rỗ gì ha. Mịn không rỗ. Ngàm cũng còn rất là đẹp nha chị. Cái này em chưa mở ngàm tối đa ra bao nhiêu. Mà chỗ này thì chỗ này là ngàm tối thiểu tầm khoảng là 1.8 cm nha chị. Và chỗ này ngàm nó dài tầm khoảng là 2 cm nha. Ngàm dài tầm khoảng 2 cm. Khi anh chị mình mở ra hết. Đây, em không có bỏ dầu vô nên khi xoay nó hơi kẹt một chút. Để bỏ dầu ra nó chạy lung tung. Nếu mà anh chị mình mở tối đa nhất nó tầm khoảng được 6 cm anh chị, khoảng được 6 cm lưới kít của Mỹ ha. Mã số 29, 350. 30. Em lên một cây cả bạc đạn hai chân cho anh chị mình cả bạc đạn ha. 30 giá 500. Cây này là của hãng Asahi Nhật Bản, Asahi. Thép là chrome vanadium steel. Cây này size là Asahi, dòng sản phẩm là SGB100 ha, SGB100. Đây là cái phần trụ ở giữa anh chị ha, chỗ này dính dơ thôi. Đây, cái phần trụ ở giữa anh chị mình thấy nó cây này còn xi mạ còn cũng còn đẹp. Đó, xi mạ, phần xi mạ đây nha anh chị. Thì phần trụ ở giữa là dài tầm khoảng là 16 cm, hai càng hai chân hai bên tầm khoảng 13.5 cm ha, 13.5 cm. Đó. Cái này cho anh chị mình cả bạc đạn, anh chị mình mở bạc đạn ha, mở bụng bạc đạn trong động cơ.
Mã số 30 500. 31. Em lên một cây cưa ha, một cây cưa cho anh chị mình xài hoặc anh chị mình sưu tầm cũng được. Còn đẹp mới của Mỹ. 31. Đây anh chị, 31 ha. Đó, 31. Thì cái phần tay cầm này thiết kế giống như là cái đầu con đại bàng. Gồm có 2 4 5 cái chốt bằng đồng ha, 5 cái chốt vít bằng đồng. Cây cưa này của Mỹ nha chị ha, cây cưa này của Mỹ ha. Đó. Và bên ngoài này cái này là gọi là lớp lớp nhựa anh chị ha, lớp nhựa phủ bên ngoài vẫn còn của hãng Henry Diston and Son USA ha. USA của Mỹ anh chị. Cái phần bên ngoài là dính như kiểu dính keo anh chị ha, dính keo. Đó, dính keo màu đỏ chứ nếu mà chày chày chóc ra anh chị mình thấy nó còn láng o còn mịn nguyên. Và những răng này là đều hết anh chị, những cái răng đều hết nè. Em có view cho anh chị mình xem những cái răng là đều hết không? Đây. Những răng là đều hết, chỗ này là dính một lớp keo phủ. Chỗ này nó hơi chảy cái phần gỗ tay cầm một tí. Đây, thiết kế như thế này nha anh chị. Rồi. Thẳng nha, phần lưỡi thẳng nha anh chị, phần lưỡi thẳng. Mã số 31. Chiều dài lưỡi sử dụng là tầm khoảng 65 cm chị. Lưỡi sử dụng 65 cm và phần này là tầm lưỡi sử dụng 65 cm. Dưới này có ký hiệu số 8 nha, số hiệu số 8. Chỗ này là bản rộng là tầm khoảng 15 cm và trên này đầu rộng tầm khoảng là 4.5 cm nha. Rồi anh chị mình thấy phần đầu giùm em, đây là cái phần đầu giùm em ha. Đó. Đây ha. Răng gì là còn nguyên anh chị, cây này cho anh chị mình cưa gỗ hoặc anh chị mình decor trong phòng DIY của anh chị, phòng thiết kế, phòng là handmade của anh chị ha. Mã số 31, một cây cưa sắt, một cây cưa gỗ ha. Em nói dành cho anh chị một cây cưa gỗ của Mỹ, mã số 31, dài là 65 cm. 32. 32 là một đầu nối cho anh chị mình sử dụng cho máy khoan nha anh chị. 32 là một phần đầu nối nha. Thì cái này em gắn vô cái máy khoan cho anh chị mình xem, test thử cho anh chị mình xem thôi. Còn phần em bán là mã số 32 là cái phần màu cam này tới đây anh chị. Cái phần trụ tới đây ha. Đó. Gắn cho cái máy tại em không biết mở ra. Mã số 32. Thì phần đầu này là của Mỹ. USA. 3/8 nha chị. 3/8 của Mỹ nè. 3/8 của Mỹ. USA. Đó. Để lâu lâu nó hơi ố một tí. Còn phần trên anh chị mình thấy nó còn đẹp nè. Còn cái phần dây anh chị, đây là một phần như kiểu là dây nối hơi ha, dây nối máy khoan. Cây ở dưới này là của hãng Sunflux của Nhật. Đây đầu là nguyên phần thân như thế này là của hãng Sunflux của Nhật. Lò xo anh chị mình thấy cái phần nước sơn đen vẫn còn nguyên nè. Và phần đầu này màu cam, Sunflux on off của Nhật. Của Nhật anh chị, Sunflux của Nhật này. Thì cái đầu này anh chị mình thấy ha, nó có bể như thế này, nứt như thế này, anh chị mình có thể đổ keo vô, nó nứt thôi. Anh chị mình có thể đổ keo vô. Còn bên hông thì nó thì mỗi bên nó có đều 3-4 ốc dài dằng là rất là chắc rồi. Kỹ thì mình đổ keo, không thì đổ lại xài, để vậy xài cũng được. Rồi, phần này nha anh chị. Đó. Phần đầu ha, chị mình thấy cái nước sơn màu đen vẫn còn nguyên ha, 964 của Sunflux của Nhật, phần đầu nha. Thì em bán là tới đây, để em gỡ cái này ra ngoài không ra. Cổng dây này dài tầm khoảng 30 60 90, chắc tầm khoảng 1m2 nha chị ha, khoảng 1m2 ha. Khoảng 1m2 thì em test cho anh chị mình xem. Test đảo chiều xoay đầu đây ha, quay chiều ngược lại hoạt động ok nha anh chị. Đây hoạt động ok anh chị, cái đầu nối máy khoan này hoạt động ok. Anh chị nào mà mình mua thì anh chị mình có thể chốt ha. Mã số 32 giá là
550, 32 550. 33. Em lên một ít đồ nhà trong gia đình. 33 là một cây cây kéo cắt chỉ. Cây này cho anh chị mình thợ may, hoặc anh chị mình có hay liên quan đến cắt chỉ, bấm chỉ thì anh chị mình sử dụng những cây này, hoặc là anh chị mình có làm nghề mà bấm chỉ, bấm chỉ thuê thì anh chị mình có thể sử dụng cây này ha, cho thao tác cho nó công suất nó nhanh hơn. Chiều dài tầm khoảng 10.5 cm. Hàng này chữ Nhật khắc. Cây này là của hãng Minamoto gì đó nha anh chị, hàng rèn thủ công. Cây này là hàng rèn thủ công luôn nha. Họa chiều dài 10.5 cm, còn đẹp, mã số 33, 90.000. 33, 90.000 ha. Một cây kéo bấm chỉ. Anh chị mình thấy à, kéo bấm chỉ. Đây ha, 33, 90.000. Em lên mã số 34. 34 là một cây liếc dao. Cây này là của England của anh anh chị ăn. England anh chị mình thấy à, cái này do để bãi thì nó hơi chóc xi cái phần bên ngoài thôi, chứ anh chị mình thấy cái phần lưỡi liếc này, khi mà anh chị mình xài lâu dao lâu ngày, anh chị mình muốn liếc lại cho nó bén á, mà chưa có thời gian mình mài ngay á. Hoặc là các anh chị nội trợ trong gia đình ấy, lâu lâu mình muốn xắt thịt nó mỏng á, cho nó nhanh á, thì anh chị mình có thể liếc sơ qua rồi mình thái cho nó nhanh ha. Thì phần cán ở dưới là bằng giống như kiểu bằng gỗ mà có phủ một lớp sơn bên ngoài nha chị em. Và sơn thì cũng thấy cũng đẹp, tại vì sơn thường thường nhanh thì sơn một màu, nữa này sơn ba màu luôn, đỏ đen trắng, đỏ đen vàng vàng. Chiều dài cái này tầm khoảng là 20 cm anh chị, một cây liếc dao của anh cho anh chị mình thao tác. Đằng sau có chữ anh chị. Đó, cây này của anh nha, England. Rồi, mã số 34, giá là 180, 35. Thì cái này em có test rồi nha chị, mình xài bình thường ok nha. 35. Em lên một lưỡi cưa gấp, một cây cưa gấp Gomboy 21, Suki Gomboy 21 Japan. Phần cán còn liền lạc. Cây này lưỡi sử dụng là 21 cm. Này em xếp con ốc nó hơi cứng một tí, hơi cứng một chút, mở nó ra cho nó dễ mở ra mở vô. Mở vô ha. Đó, mở chút xíu thôi. Là mình thao tác cho nó nhanh. Đó, rồi. Cái này 21 cm nha chị. Răng là có nhám nha, răng độ nhám còn tốt. Và cái này da dẻ còn láng. Cái này nhám nha chị. Rồi mã số 35, 250. Cái này anh chị mình cưa cành lớn cũng được nha, tại vì cái răng của nó là răng to và răng dày ha, răng to và răng sâu vô trong. Mã số 35, 250. 36. Một chiếc ép cam của Ý, của hãng Vitam, Vitam Rest số 2 của Make in Italia. Thì cây này do nó bề mặt bên ngoài nó hơi rỗ một tí nha chị. Cây này anh chị mình về mình đánh rửa sạch sẽ rồi mình xài ha. Đó, nó hơi rỗ một tí. Thì anh chị mình đánh rửa cái này là do nó đen này. Còn những cái vết rỗ là như thế này ha. Về anh chị mình đánh rửa đi rồi mình xài. Một cây ép cam bằng nhôm của Ý. Mặt bên trong anh chị, mặt bên trong nói chung là bộ này thì về mình cần spa, mình vệ sinh thêm mình xài. Ở bên ngoài nó ố, nó rỗ thôi, chứ còn bên trong là còn láng anh chị, bên trong còn rất là láng nên chị mình xài bình thường. Cái này là cái lược ha, một cái đồ lược, lược cặn. Nói chung là bên trong thì nó không có rỗ ha, bên ngoài thì nó hơi bên ngoài chút, thì anh chị mình đánh rửa sạch sẽ rồi mình xài thôi. Đó. Mã số 26, 200. Chiều dài tầm khoảng là 25 cm. Và phần này đường kính tầm khoảng là 8 cm anh chị, 9 cm ha. Chiều cao tầm khoảng là 7.5 cm. 26, 200. 36, 200 anh chị. 37.
37 em lên một cây. Một cây liềm ha, 37 cây liềm này. Hàng Nhật có chữ đầy đủ. Có hình bông lúa hai bên. Phần tem giấy ha. Cái này cũng có tem, trên này cũng có tem. Cây này thì dày dặn cho anh chị mình, cái này giống như anh chị mình có đi Pháp cái gì cũng được. Tại vì cái bảng nó dày tầm khoảng 4 ly này. 5 ly anh chị ha, 5 ly. Lưỡi là phần lưỡi là ba lớp thép ha. Phần lưỡi là ba lớp thép anh chị ha. Cây này về anh chị mình mài lại mình xài thôi. Cái, những cây này thì cũng dễ mài, không có khó quá. Vát hai mặt nên chị mình tay trái tay phải đều xài được. Chữ Nhật đầy đủ ha. Thì những cái này anh chị mình xài đá chợ mình mài cũng được ha. Chiều dài tầm khoảng 13 xăng. Bản rộng tầm khoảng là 4 xăng và độ dày là 5 ly. Mã số 37 giá 150 một cây liềm ha. 37 cây này anh chị mình có phát những cái cây dại hoặc là anh chị mình phát cây mà nó hơi không phải loại là cọ mà là cứng hơn cọ một tí cũng được. Mã số 37 150. 38. Em lên một chiếc nồi ha, chiếc nồi gang của Pháp. Nồi này thích hợp cho anh chị mình kho cá, kho thịt ha, kho cá, kho thịt. Anh chị mình hầm gà cũng được. Thì đây, Stau của Pháp ha. Cây này là size 16, 6 61/4 inch, 6 1/4 inch anh chị ha. Cây này là size 6 1/4 inch, Made in France của Pháp. Nồi của Stau của Pháp thì anh chị mình nổi tiếng rồi nha anh chị. Nồi gang thì hàng của Stau là hàng rất là nổi tiếng rồi, Stau của Pháp. Cái này là hàng bãi anh chị ha, hàng bãi. Hàng này do là nó để nó bị nứt một ít phần này thôi. Cái này anh chị mình để vậy cũng xài cũng được. Em đang xài một cái nồi y chang như vậy nhưng mà nứt hai bên mà cũng không có sao hết, cứ xài bình thường. Đó. Nồi này anh chị mình kho cá, kho thịt ha, kho cá, kho thịt, hầm gà. Thì do là nó có những cái nốt mà kiểu như bị trầy cái phần phần sơn bên ngoài, phần xi bên ngoài, phần bên ngoài như thế này anh chị, nhưng mà phần trong lòng nữa là nó không có bị gì hết ha. Nó chỉ bị xíu phần mép nồi nó bị trầy thôi. Anh chị nào mà mình hay xài đồ gang thì anh chị mình có thể mua rất là nặng. Nồi không là nặng tới 1,6 kg, 1,7 kg rồi, một hơn 1,7 kg rồi. Cửa 6,7. Nắp vô là 2,5 kg anh chị ha, 2,5 kg. Đường kính nắp là 17 xăng ha, đường kính nắp là 17 xăng. Những đồ này về anh chị mình chỉ rửa qua là mình xài thôi, không có phải làm gì thêm. Đó. Thì nắp nó có những cái vết chảy như thế này nha anh chị ha, vết chảy như thế này. Quan trọng là cái phần lòng bên trong anh chị. Anh chị mình có thể đánh rửa thêm, về em cũng chưa có kịp đánh rửa đâu. Đó. Sau của Pháp. Mặt đáy ha. Mặt đáy 16 Make in Ram. Trên này có số 5 ha. Rồi. Nồi này thì sẽ là đường kính là 16 nha chị ha. Có nghĩa là 16 là cái đường kính anh chị mình xài. Nồi số 10, size số 16 ha. Là cái phần đường kính anh chị mình sử dụng là 16. Và cái lòng ở trong là tầm khoảng là 11 xăng anh chị. Khoảng 11 xăng nha. Cái lòng bên trong là tầm khoảng 11 xăng. Nặng là tất cả thảy là cả rồi cả nắp là 2,5 kg anh chị, 2,5 kg ha, nhìn nhỏ nhỏ vậy mà rất là nồi, rất là nặng. 2,5 kg mà tính ra 2,5 kg. 2,5 kg tính ra. Tính ra là lỗ rồi nha anh chị. Rồi mã số. Mã số 30 ha. 30 36 37 38 ha, 38 800. Nên mã này em chỉ nhận chuyển khoản bao ship ha. Anh chị nào mà mình xài nồi gang thì mình hiểu rồi. Mã số 38 800. 39. 39 em lên một viên đá mài King 1000. Cây này thì thích hợp cho anh chị mình mài kéo ha. Cây này là hàng mới chưa xài đâu. Do hôm đó em nghịch em lấy cái này em mài kéo nè. Nên nó bị hơi đen đen chỗ này thôi. Chứ còn hàng này là hàng chưa xài nha anh chị.
Viên là viên King 1000 sản xuất cho Makita ha. Sản xuất cho Makita của Makita. Đó. Hitachi ha. Rồi. Những viên này á, bên em lựa là hàng đều chuẩn của King hết nha anh chị, hàng chuẩn của King nên là cái phần nó ăn thép và nó độ mịn của nó chuẩn ha, độ mịn chuẩn, và khi anh chị mình mài nó khác biệt cho so với các viên đá khác. Thì đang trên thị trường thì có một số dòng mà không có chữ, nhưng mà hoặc là có chữ mà nó không kiểu như là không, hàng không đúng nha anh chị ha, nên là anh chị mua đá bên em anh chị mình yên tâm. Chứ còn so với giá cứ 100, 200, 100, 120, 130 thì là không phải đâu nha. Đó, anh chị mình cứ tìm hiểu rồi mình mua chứ không có gì hết. Mã số 39. Chiều dài cây này tầm khoảng 13.5 cm. Và ba viên hôm nay đều là độ mịn là 1000 cho anh chị mình mài bước hoàn thiện. Anh chị mình mài mịn, mài mài mất ba via ha, hoặc là anh chị kiểu là qua một bước mài thô xong mình mài mịn để nó không còn ba via dao, hoặc là anh chị mình mài bén để mình chị mình chẻ tóc, hoặc là anh chị mình cắt giấy đó, thì anh chị mình sử dụng những viên kinh này, hoặc là sử dụng trong gia đình thì mài cái bước này là đã tốt rồi. Hoặc là nếu mà anh chị mình xài dao xịn này kia, mình cần đá cao hơn thì anh chị mình mới xài được tới đá khoảng 2000, 6000, 8000 gì đó ha, còn không thì mình xài bước 1000 này là cũng đủ rồi. Chiều dài cái này là 13.5 cm, chiều rộng tầm khoảng là 3.8 ha. Độ dày là 1.6, hơn 1.6. Rồi, viên này ha. Viên này thì thường thường sẽ để mài, anh chị mình có mài kéo cắt cành, kéo vải đó, thì viên này giống như là gọi là đá ngón tay cho mình cầm mình chà, chứ không phải mình để dưới để mình chà, mình cầm dao mình chà ở trên. Mã số 39 200. 40. 40 viên này 300 ha. 40. Viên này với viên này là giống nhau nha chị em. Đều là King, độ rít là 1000, sản xuất cho Makita. Đó, hai viên này là giống nhau ha. Hàng cũng là hàng cũng chưa xài thôi nha anh chị. Chiều dài là 15 cm, chiều rộng là 7 cm và độ dày là 2 cm ha. Độ dày là 2 cm anh chị mình thấy. Made in Japan. King sản xuất cho Makita nha anh chị. Thường thường là King sản xuất cho Makita hoặc là King sản xuất cho Hitachi ha. Đó. Này mã số 41 ha, 41 có vỏ, chung là cũng giống nhau hết à. Cái này thì nó cũng xài lướt như mặt này một tí. Đây. Đây ha anh chị. Rồi. Viên này ha, mã số 40, giá là 300. 41 cũng là 300 ha, 41 cũng 300 luôn, y chang. Này do nó dụng do là nhúng nước nên nó màu nó sẫm hơn chút thôi. Mã số 41 300. bốn mươi hai em lên một combo ha, combo kéo hàng mới chưa xài. 42 cây này thích hợp cho anh chị mình làm bonsai mini ha. 42 anh chị mình làm bonsai mini á, thì anh chị mình mua combo này, hàng mới chưa xài, hàng này là chưa có xuất kho đâu anh chị. Đây có chữ Nhật này, Yoshi Mitsu gì đây anh chị nha đó, anh chị mình có thể xem ha. Thì combo 3 cây từ nhỏ đến lớn như thế này ha, size của nó giống như là từ nhỏ đến lớn vậy. Hàng mới chưa xài. Đó, cây này để bãi nó hơi cấn cấn với mẹ chút xíu nha chị, còn hàng này hàng chưa xài. Rồi cây thứ hai ha, cây thứ hai phần lưỡi anh chị. Cây thứ ba phần lưỡi ha. Cây lưỡi là phần lưỡi nó có một cái độ cong đó. Lưu ý dùm em là cây này có 3 chấm bên trong này đó, anh chị mình thấy ha, có một cây này có chữ ha, còn cây này thì có chữ 22, có số 22. Rồi kèm theo là một cây ngàm bằng như thế này nha anh chị, một cây ngàm bằng này có số 4 hai bên đó, có số 4 hai bên, hàng mới chưa xài. Cây này, bộ này thích hợp cho anh chị mình làm bonsai mini thì mình mua. Chiều dài cái này tầm khoảng 15.5 cm, cái này tầm khoảng là 16.5 cm, cái này tầm khoảng là 15 cm và cái này tầm khoảng là 14.5 cm, nhỏ nhất là 14.5 cm, nói chung là tầm khoảng 14 rưỡi đến 15 rưỡi. Mã số 42.
Giá là 550 combo này anh chị. Gồm có 4 cây kéo. 42 550. 43 là một cây dao cắt dây điện. Cho anh chị mình cắt dây điện cho thợ điện ha, 43 trồng 160. Cây này của Hitachi. Thép Yasuki anh chị ăn, thép Yasuki là dòng thép Hitachi của Nhật. Đó, thường thường sẽ là thép giấy trắng và thép giấy xanh. Hình thức cây này còn đẹp. Anh chị mình có thể thấy ha. Cây này vát hai mặt tay trái tay phải đều xài được, Hitachi của Nhật ha. Hitachi thép Yasuki. Lưỡi sử dụng là 7 xăng và độ dày cái này tầm khoảng là 2 ly rưỡi ha. 2 ly nha anh chị ăn, khoảng 2 ly. Lâu rồi không đo dao lại. 43 dày 2 ly, lưỡi sử dụng là 7 xăng, thép Yasuki của Nhật, mã số 43 160. Cái này cho anh chị mình đi cắt dây điện. Đó, lò xo hoạt động ok anh chị. 43 160, da dẻ cũng láng mịn. 44. Em lên một cây kéo con cá ha, dòng hàng rèn thủ công. Đó. Cây này thì bên trên là anh chị mình thấy xi ha, xi mà lớp chắc xi còn rất là đẹp và có thiết kế theo kiểu hình đốt trúc này, đốt cây tre, cây trúc. Hàng thường thường những cây này anh chị mình thấy là hàng của nghệ nhân rèn nên anh chị mình thấy thường thường nó có thêm những cái chữ này ha, những chữ này. Đó. Chữ đầy đủ anh chị ha. Một bên, hai bên. Và cái lưỡi này là hình tam giác, lưỡi này còn đẹp anh chị, lưỡi này là còn rất là đẹp luôn. Bên này cũng có chữ ha. Rồi. Lưỡi cắt là phần lưỡi như thế này. Cây này rất là bén rồi. Cái phần này ấy, khi mà anh chị mình cắt cành để anh chị mình cắm bông hoặc anh chị mình cắt cành bonsai thì phần này nó sẽ bấu cái cành, nó không có bị trượt. Giống như nó bấu vào nó không có, anh chị mình cắt nó nhanh mà nó không có bị trượt. Lưỡi bén rồi nha anh chị. Rồi cây kéo con cá. Hàng rèn nghệ nhân. Chiều dài là 16 xăng. 44 250 45. Em lên một cây ghép cành dành cho tay phải ha. Cây này là thép giấy xanh số 2 chị, thép giấy xanh rất là bén luôn và độ giữ bén của nó cũng lâu. 47 45 ha. 45 208. Một cây ghép cành thép giấy xanh số 2. Hàng này thì độ mới khá cao ha, độ mới rất là mới, hai lớp thép này do để bãi nên nó có những cái nốt nhăm nhăm rỉ chấm chấm như thế này thôi, không có bị sâu, nó chỉ nông nông chút xíu bên ngoài thôi nha anh chị. Hai lớp thép, thép giấy xanh số 2 của Nhật ha, thép giấy xanh Yasuki nha anh chị, nó chỉ nhăm nhăm chút xíu không ảnh hưởng gì đến anh chị mình vẫn xài bình thường. Thép giấy xanh này rất là bén, giữ bén lâu, hoặc anh chị mình có rọc giấy này kia sử dụng cây này cũng được ha. Chữ Nhật này, tên hãng anh chị. Đó. Rồi. Chiều dài tổng cộng là 20 xăng. Phần lưỡi sử dụng là 5.5 xăng. Cái này hàng còn mới nên anh chị mình thấy cái dáng của nó hoặc là cái lưỡi của nó đều là chuẩn thước hết, 5.5 xăng. Độ dày cái này tầm khoảng 2 ly ha, độ dày tầm khoảng 2 ly, mã số 45 208. Ghép cành thép giấy xanh. 46 46. Em lên một cây kéo tỉa dăm 46. Cây này chị mình thấy ha, phần lưỡi hình tam giác này là hàng xịn ha, lưỡi tam giác hàng xịn, chữ Nhật đầy đủ. Cây này của hãng chuyên của Nhật này, hãng này chuyên sản xuất các dụng cụ bonsai của Nhật. Chiều dài cây kéo tỉa dăm là 18.5 xăng. Lưỡi đẹp anh chị, cái này do bên em để dầu 18.5 xăng. 18.5 xăng ha. Lưỡi là còn đẹp nha chị ăn, lưỡi còn rất là đẹp. Những cái mụn màu đen bên ngoài á, bên em thì không có thời gian để mà đánh kỹ. Anh chị mình về anh chị mình có thể đánh thêm ra là nó sẽ sáng à. Nó sẽ vết mất những cái ố đen đen đó. Và cây này là hai lớp thép rất là bén. Hàng rèn thủ công nha chị, nhìn cái dáng của nó thôi là mình thấy rồi. 18.5 xăng. Mã số 46 108. Bén rồi nha anh chị. 46 108. 47. Em lên một cây kéo tỉa dăm ha. 47 108. Cây này chiều dài tầm khoảng là khoảng 21 xăng anh chị. Cây này chữ nghĩa cũng đầy đủ nè, anh chị mình có thể thấy chữ này. Đây. Dài khoảng 21 xăng, chữ Nhật đầy đủ ha, hàng rèn thủ công Nhật. Đó.
Cây này cắt giấy ok hết ha. Bề mặt cây này thì do để bãi nó hơi ẩm, hơi rỉ nhiều ha, nên chị thấy nó hơi nhăm nhăm một tí. Nhưng mà phần lưỡi còn đẹp nha chị, phần lưỡi còn bằng trang. Đó. Phần lưỡi còn đẹp nha. Mã số 47 108, cây này size dài hơn 21 cm. Lưỡi thì đã bén hết rồi, về anh chị việc xài thôi. 47 108. 48. Em lên một cây kéo bướm. 48, cây này đếm chữ ha, đếm chữ tính tiền, hàng rèn thủ công. Chiều dài cái kéo bướm này tầm khoảng là 19 cm, khoảng 19 cm. Này. Da dẻ cũng còn đẹp anh chị. Chữ Nhật, hàng rèn thủ công ha. Tên hãng anh chị mình có thể xem giùm em. Có vân xước. Cây này thì cũng còn đẹp anh chị. Lưỡi là còn thẳng tắp à. Thì cây này có rèn hai lớp thép nên chị mình thấy cái phần lớp lưỡi này rèn ra tới bên ngoài này, nên chị mình có thể mình xài chừng nào nó mòn nó tới ngoài này luôn là mới hết cái lưỡi thép, mà phần lưỡi thép rèn mà mình xài ha. Những cây dao, những đồ của Nhật anh chị nào mình xài kỹ thì xài bền, rất là bền. Lưỡi đẹp, hai lớp lưỡi, dài là 19 cm. Mã số 48 300, cây này chữ khắc rất là sâu. 48 300 bé anh chị. 48 300. 49, em lên một cây kéo tỉa tàn lớn nha. 49, một cây kéo tỉa tàn lớn. Cây này là của hãng Kamaki Make in Japan. Cây này của Nhật, của hãng Kamaki, hãng sản xuất tại Nhật, Make in Japan. Trên cái phần chốt này cũng có chữ Make in Japan. Đây phần cán thì chị ha, cán chứng nhân dưới này bằng thép, và phần này thì có một cái gắn một cái tàn, cái càng bên ngoài ha, cái càng con cua, cái càng bằng nhựa nha chị, càng bằng nhựa dẻo đó. Chốt nem. Cái kéo này dài tầm khoảng là 26 cm ha, 26 cm. Hàng còn đẹp không chị? Đây em view đi kỹ phần lưỡi, phần cán cho chị mình xem ha. Đó. Do là không có thời gian nên em bên em không có làm kỹ mấy cái này, anh chị mình có thời gian nên chị mình có thể đánh rỉ này kia cho nó sáng hơn. Những cái vết xước, vết phay còn nguyên nha, và phần lưỡi còn thẳng trang, còn thẳng nha. Đó, anh chị mình có thể thấy. Những cái vết ố này thì có thời gian mình đánh thêm thôi. Những cái vết phay xước dọc jean hãng vẫn còn ha. Anh chị mình có thể tìm ra kéo tỉa tàn lớn Kamaki Make in Japan này, có ra thông tin cây này. Dài tầm khoảng 26 cm. Mã số 49 700 nha chị. Cây này em chỉ nhận chuyển khoản bao ship ha. Đó, rất là bén rồi. Cây này cho anh chị tỉa tàn lớn. 49 700. Dài là hồi nãy là 26 cm. 50. Em lên một cây kéo cắt cành đúc, chốt ở dưới cũng đúc luôn. Cây này hai lớp thép nha chị, chữ ha, chữ bên này đó, bên này cũng có chữ luôn, chốt đồng. Nói chung là những cây này do để hơi có nhăm nhăm đen đen thôi, chứ còn lưỡi còn đẹp nha chị. Đây là phần lưỡi ha, lưỡi thì còn sáng sủa, còn đẹp. Những cái phần ố này anh chị mình có thể đánh bóng cho nó sáng thêm. Nhưng mà những cây này nó không có nhăm nhăm rỉ sâu. Mã số 50. Chiều dài cái này là 20.5 cm, 50 450. 50 450 anh chị. Lưỡi đã bén rồi anh chị ha. Về mình xài thôi. 50 450. 450 ha. Lưỡi bén rồi anh chị. 51. Em lên một cây kéo cắt cành 51. Đó. Hãng này anh chị mình thấy ăn cây này là đúc dày này. Phần đúc này nó dày hơn nè. Đó, đúc dày ha. Chốt đồng. Đó, đây là phần thiết kế. Rồi. Chữ Nhật đầy đủ anh chị. Của hãng Minamito Moto. Đó. Rồi. Cây này thì mất cái lò xo ha, anh chị về anh chị mình gắn cái lò xo vô mình giùm em. Chiều dài cái này tầm khoảng là 18.5 cm. Cây này phần đúc của nó rất là dày. Phần thân đúc của nó dày ha.
mã số 51 350, mất cái lò xo rồi anh chị mình gắn cái lò xo vô giùm em, lò xo con sâu hoặc là lò xo chữ V cũng được. Đó, có hàng chỗ cho anh chị mình bỏ lò xo. 51 350. Còn phần lưỡi thì đẹp anh chị. Lưỡi bén đẹp rồi, về anh chị mình gắn lò xo vô mình xài thôi. 51 350. 52. Em lên một cây kéo cắt cành 450. Cây này lưỡi còn đầy đủ anh chị. Cây này là của hãng Oniyosu anh chị, Oniyosu. Còn cái phần mộc ở trong hình chữ nhật này anh chị mình có thể thấy. Cây này lưỡi còn đẹp hơn, hai lớp thép. Ốc đồng tròn anh chị, ốc đồng tròn nha. Bề mặt còn rất là mới, còn láng nè. Đó. Rồi, chiều dài cái này tầm khoảng là 20.5 xăng, mã số 52, giá 450. 52 450. Lưỡi là đã bén rồi nha anh chị. Lưỡi đã bén rồi nha. Đó, anh chị mình thấy không? Chữ là có chữ nhật hàng hoàng, trong ô hình chữ nhật là của Oniyosu. Rồi mã số 52 550. 450 nha anh chị, 52 450. 53. Em lên combo ha, combo này cho anh chị về mình sửa lại mình xài. 53 gồm có 3 cây. Cạp xéo. Đó. Đầu tiên là một cây cạp của hãng Masakuni ha, cây này là cạp của hãng Masakuni. Anh chị mình thấy à, đây phần cạp. Thì phần cữ này còn hở anh chị. Cữ này còn hở nên chị mình về anh chị mình mài cái phần mỏ lại rồi mình xài thôi. Chiều dài cái này tầm khoảng là 17 xăng. Anh chị, 17 xăng. Đó, thì cái này anh chị về nó bị gãy cái mỏ rồi, nên em bán combo cho anh chị mình về mình sửa lại mình xài. Hàng của Masakuni thì anh chị mình biết rồi ha, hàng rất là chất lượng và giá thành của nó cũng rất là cao. Về mình xài. Cữ này chưa chạm còn hở nên anh chị mình cứ mài lại rồi mình xài thôi. Phần lưỡi sử dụng này tầm khoảng là 1.6 xăng anh chị. Rồi cây thứ hai, một cây cạp xéo. Cây này ha, cây này anh chị mình thấy có chữ và có số. Đó, phần cữ vừa chạm thôi. Hình thức bên ngoài như thế này. Đó. Nói chung là những cây này thì về anh chị mình spa lại mình xài ha. Rồi, spa lại mình xài. Hàng chuẩn Nhật, chiều dài cái này là 20 xăng hơn. Lưỡi sử dụng là 2 xăng. Cây thứ ba ha, cây thứ ba. Cây này phần cữ còn hở anh chị ha, có nghĩa là cần phần cữ anh chị mình có thể mài lại mình xài. Cây này là của hãng Ichimonji anh chị ha, Ichimonji của Nhật. Cây này thì phần thân hơi nhăm nhăm một tí. Chiều dài cây này tầm khoảng là 20 xăng. Rồi phần lưỡi sử dụng là tầm khoảng 2 xăng hơn. Bề mặt cây này thì nó anh chị mình có thể dũa mình mài, nhưng nói chung là cây này bộ này thì em bán cho anh chị mình về làm lại mình xài ha. Mã số riêng cây Masa không à, cây Masa thì độ sửa của nó không có nhiều đâu, anh chị mình có dũa lại cái phần lưỡi là mình xài được rồi, mài cái phần thẳng cái phần lưỡi là mình xài rồi, là bằng tiền mình có thể mình mua rồi, bằng cây này là mình có thể mua bằng một bộ rồi. Mã số 53 1 triệu và mã này em chỉ nhận chuyển khoản bao ship nha anh chị. 53 1 triệu chuyển khoản bao ship. Em đã lên 53 mã clip 63. Anh chị mình chốt mã nào thì mình điện thoại nhắn tin và số điện thoại trên tiêu đề giùm em ha. Em xin chân thành cảm ơn. Và anh chị mình bấm nút like và nút đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo bên em.